Người đàn ông này là thần mặt trời Surya, nhưng thời khắc này lại bị bóng tối nuốt chửng ánh sáng của anh ta. Và người tạo ra chuyện này chính là đứa con trai vừa mới chào đời của anh. Con trai của anh ta vì sao lại có năng lực này chứ? Câu chuyện được bắt đầu như sau. Thiên đế Indra và quỷ vương Sakracharya năm nào cũng đánh nhau không dứt, bọn họ ai cũng không chịu phục tùng ai. Và cách nơi đó không xa là cung điện của thần mặt trời Surya. Surya cũng nhận được tin nhờ giúp đỡ của Indra, nhưng trước khi xuất phát bắt buộc phải làm một nghi thức. Đó chính là để vợ mình điểm dấu chu sa trên trán của mình. Trong mắt người bình thường đó là việc đơn giản, nhưng với vợ của anh là Senia thì là một chuyện vô cùng đau buồn. Bởi vì mỗi lần làm thế cánh tay cô đều bị bỏng rát, điều này để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô, nhưng Surya kiên quyết bắt cô phải làm. Ánh sáng của anh chiếu sáng khắp mọi nơi trên mặt đất, không thể nào vì bất kỳ ai mà giảm đi sức nóng. Vì muốn giải quyết vấn đề này, Senia đã đi tìm cha của mình là Visukama. Nhưng ông ta cũng không có cách nào nên đề nghị cô đi tu thiền định một thời gian, nhưng như thế cô phải rời xa chồng và các con. Trong lúc vô tình, Senia phát hiện cha mình đang làm thí nghiệm. Nước thuốc thần bí đổ lên bóng của vũ khí thì lập tức tạo ra một chiếc vũ khí giống y như đúc. Senia nghĩ ra chiếc bóng sẽ không bao giờ bị bỏng, thế nên nhân lúc cha cô không chú ý bèn lấy trộm một bình nước thuốc. Còn lúc này thiên đế Indra, thần mặt trời Surya và quỷ vương Sakracharya vẫn đang đánh nhau. Khi ba luồng sức mạnh đang quần với nhau, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ hủy diệt cả thế giới này. Chính vào thời khắc đó thần Mahat xuất hiện tách bọn họ ra. Nhưng bọn họ oán hận quá sâu nên cứ tranh cãi không dứt, không thể nào phán đoán là ai đúng ai sai. Thần Mahat nói với họ thế gian sẽ xuất hiện một vị thần công lý, người đó sẽ đưa ra phán quyết công bằng. Công bằng hay không công bằng, thiện lương hay tà ác, đến lúc đó cuộc chiến này sẽ kết thúc. Lúc này trong thần điện của thần mặt trời, Senhia đổ nước thuốc lên chiếc bóng của mình. Rất nhanh xuất hiện một người y chang như Senhia. Surya từ chiến trường trở về, anh vỗ vào vai vợ mình và kinh ngạc phát hiện cô không hề bị bỏng. Thật ra đây là cái bóng của Senhia mà thôi. Sau khi Surya đi, Senhia vô cùng vui mừng với cái bóng mà mình tạo ra. Thế là cô đã đặt tên cho cái bóng là Chaya. Senhia quyết định đi tu thiền định nên bảo Chaya giúp mình chăm sóc con và không được để Surya nghi ngờ, nhưng cũng không được vượt quá giới hạn. Sau khi giao phó xong, Senhia nén đau khổ mà rời đi. Nhưng Chaya không chống lại lệnh của Surya nên đã có một đứa con trai với anh ta. Trong buổi lễ chúc mừng, Chaya ôm đứa con đến cho Surya xem mặt. Khi Surya nhìn thấy mặt đứa con trai thì liền biến sắc. Anh ta hét lớn, đây không phải là con của ta. Sáng chói đẹp đẽ như ta sao có thể có một đứa con đen thui xấu xí như vậy. Ánh mắt ngây thơ vô tội của đứa bé cứ nhìn vào người cha của mình. Surya tiếp tục chửi mắng Chaya, bảo cô cút khỏi cung điện. Cho dù Chaya có giải thích như thế nào cũng vô ích, cô đau lòng khóc nức nở, nước mắt nhỏ vào bàn chân đứa bé. Ánh mắt đứa bé lại nhìn vào thần mặt trời, thế giới lập tức tối sầm lại. Surya cũng từ từ đen từ đầu đến chân, bóng tối nuốt chửng lấy anh ta khiến anh ta đau đớn vô cùng. Chaya lập tức dùng vải che đầu của đứa con lại, Surya mới phục hồi lại bình thường. Điều này khiến cho Surya càng thêm tức giận hơn, anh cho rằng tất cả đều là do đứa con tàn ác này gây ra. Anh cầm vũ khí lên muốn giết chết đứa bé. Chaya quỳ xuống xin chồng đừng làm như vậy. Surya bảo cô ấy vứt đứa bé đi, sau khi mặt trời mọc nếu như nó còn ở đây thì sẽ bị thiêu chết. Đứa bé này tên là Sani, cậu được sinh ra với vận mệnh là thần công lý, nhưng thời thơ ấu của cậu là một bi kịch. Người cha là thần mặt trời Surya đã nguyền rủa cậu, mãi mãi không được sống dưới ánh mặt trời, nếu không ánh mặt trời sẽ thiêu chết cậu. Mẹ cậu cũng chỉ có thể đến thăm cậu vào lúc ban đêm. Một hôm mấy vị thiên binh phát hiện một cây thần ở nơi Sani ở. Trong đó có một người định dùng rìu chặt cây mang đi. Chính lúc đó Sani xuất hiện cảnh cáo họ nhanh chóng rời khỏi nơi đây nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt. Các thiên binh không thèm đếm xỉa đến lời của Sani, vẫn cầm rìu tiếp tục đi về phía trước. Sani cầm một nhánh cây đánh nhẹ vào chân của vị đó, không ngờ chân của vị đó liền bị gãy. Vị thiên binh đó vội vàng cầu xin và hứa sẽ không làm như vậy nữa. Sani lấy lá cây đặt lên chân của anh ta, giúp anh ta trị thương. Nhưng vị thiên binh còn lại vẫn có mưu đồ bất chính, bị Sani phát hiện thì sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Sani truy đuổi không ngừng, khi đến một vách núi anh ta sợ hãi cứ lùi mãi, suýt nữa thì rơi xuống vách núi nên liên tục kêu cứu với Sani. Sani đưa một tay nắm lấy tay anh ta nhưng bàn tay của cậu thì đã bị ánh mặt trời chiếu vào. Ánh sáng đã làm tay cậu bị thương. Sau khi kéo vị thiên binh đó trở về, Sani cảnh cáo anh ta không được tái phạm nữa, lần sau tuyệt đối sẽ không tha thứ. Cảnh phim chuyển đến thần điện của thần mặt trời. Thần mặt trời Surya cảm thấy sự tồn tại của Sani, điều này khiến anh ta nhớ lại thời khắc đen tối của mình 10 năm trước đây. Đó là thời khắc sỉ nhục nhất của anh ta. Đứa bé mới sinh ra đời lại nuốt chửng ánh sáng của anh ta. Chaya cũng cảm thấy bất an khi cô đến thần điện nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của chồng. Surya bảo cô không được nói chuyện, sau đó khuấy hồ nước trong đại điện. Hóa ra là con gái Yami đã biến thành nước trốn ở trong hồ để nghe lén người lớn nói chuyện. Yami làm nũng với Surya, anh ta cũng chiều theo con mọi điều kiện.
Hóa ra Yami đang chơi trò trốn tìm. Lúc này người anh trai là Yamra đẩy cửa bước vào. Hai đứa bé cười đùa vui vẻ, đây mới là cảnh tượng mà một gia đình nên có. Chaya bảo hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Surya nói với Chaya là con trai của cô đã vượt ra ranh giới, nó đã bước vào vùng ánh sáng của ta soi chiếu. Chaya không thể chịu nổi, ngài có thể chiều chuộng Yami mọi điều, vì sao lại muốn tiêu chết con trai mình? Màn đêm buông xuống, trong khu rừng bí mật Sunny nôn nóng chờ mẹ cậu trở về. Chaya đến nơi nhìn thấy vết bỏng trên tay Sunny thì vô cùng đau lòng. Cô vội vàng lấy thuốc nước giúp con trai trị thương. Sunny lấy làm khó hiểu, ánh mặt trời soi chiếu vạn vật, vì sao cậu lại không thể sống dưới ánh sáng mặt trời? Chaya không thể nào nói sự thật với con trai. Công phu sư tử hống của cậu bé này thật là lợi hại. Chỉ nhìn thấy cậu giống lên một tiếng thì tên khổng lồ người đá đã bị thổi thành cho bụi. Quỷ vương, trên thiên giới, thiên đế Indra sau khi nghe thiên binh bẩm báo thì không thể nào tin được. Một đứa bé có thể dùng cành cây đánh gãy chân thiên binh, rồi dùng lá cây trị lành vết thương. Indra nghĩ đến đứa bé này có lẽ chính là vị thần công lý, anh ta định hôm sau đến gặp thần mặt trời Surya để bàn bạc đối sách. Tất cả mọi người đều không chú ý đến có một con bướm đang bay, con bướm này chính là tai mắt của quỷ vương Sakracharya. Đến địa giới, con bướm hóa thành Asura, hắn ta bẩm báo với Sakracharya sự suy đoán của Indra. Sakracharya muốn đi thăm dò đứa bé kia trước thiên đế Indra. Thế nên ra lệnh cho tên khổng lồ tham ăn lập tức đi đến vùng đất Thái Dương để tìm đứa bé đó. Sunny đang ngủ nhưng cảm thấy có điều khác lạ, thế là cậu ngồi dậy xem xét tình hình. Kết quả cậu nhìn thấy một dấu chân khổng lồ. Tên khổng lồ này vẫn chưa ăn xong, nhìn thấy một con quạ bay qua, liền giơ tay bắt lấy con quạ kia. Hắn ta há to miệng chuẩn bị đớp lấy con quạ vào miệng. Con quạ vỗ cánh liên hồi rồi biến thành một đứa bé nói tiếng người. Thả ta ra, ta vẫn là một đứa bé, miệng của người sao mà thối vậy. Tên khổng lồ thả tay ra, đứa bé ngã xuống đất đau đớn la oai oái. Sunny nghe thấy tiếng kêu cứu thì liền đi đến chủ trì công đạo, đây chính là sứ mệnh của cậu. Cậu bé kia vẫn đang chế giễu tên ác ma kia, nhân lúc hắn ta không chú ý thì co giò bỏ chạy nhưng đã bị hắn ta chặn lại. Tên khổng lồ há to miệng muốn ăn thịt đứa bé mập mạp này. Một cơn gió thổi qua, Sunny đã xuất hiện cứu cậu bé. Tên khổng lồ rất vui mừng, lại thêm một món dâng đến miệng. Cậu bé quạ kia lại muốn bỏ chạy thì lại bị hắn ta bắt lại, đốt lên một đống lửa, thực sự là biết hưởng thụ. Sunny cảnh cáo hắn ta thả cậu bé kia ra, nói xong dậm chân một cái mặt đất liền xuất hiện vết nứt. Sunny dùng quả cầu tiết rồi biến thành một tổ ong, bảo hắn ta ăn tổ ong để cho đỡ đói. Tên khổng lồ đập nát tổ ong rồi nói, ngươi cho rằng ta đi săn là vì đói hay sao? Ta là vì muốn vui vẻ, giết chóc là niềm vui của ta. Sunny cảnh cáo hắn ta là người lấy giết chóc làm niềm vui sẽ rất nhanh nhận được quả báo. Tên khổng lồ đương nhiên không coi Sunny là mối đe dọa, bèn thổi ra một luồng hơi hôi thối muốn hun chết cậu. Sunny vẫn đứng nguyên một chỗ không di chuyển. Hắn giơ tay ra bắt lấy Sunny rồi đấm mạnh xuống đất. Nhưng tay của hắn lại bị kéo xuống đất, đến cả cơ thể cũng bị kéo xuống theo. Sunny thì lại không hề hấn gì. Cậu bay vọt lên trên. Tên khổng lồ vẫn không biết sợ, bèn dùng dây thừng kéo cậu bé quạ kia đi. Sunny một chân dẫm đứt sợi dây. Tên khổng lồ không chịu từ bỏ nên làm ra một hố đen hút cậu bé quạ kia vào. Sunny tức giận liền nhảy lên kéo cậu bé kia xuống lại. Tên khổng lồ này không biết hối cải, vậy Sunny cũng không cần phải nhịn nữa. Sunny há miệng ra giống lên một tiếng lớn. Âm lượng to lớn khiến tên quỷ khổng lồ bị thổi thành cho bụi. Và lúc này trời cũng sắp sáng rồi. Sunny phải nhanh chóng trở về rừng, nếu không mặt trời sẽ thiêu cháy cậu. Cậu bé lại hóa thành con quạ lớn mau chóng chở Sunny trở về chỗ ở. Cuối cùng trong giây phút mặt trời ló dạng, cậu đã kịp về đến nhà.